Hi, xin chào tất cả các bạn rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Hôm nay mình nói về diện tích hình vuông lớp 3. Được chưa ạ? Thì trước khi giải bài tập ở dưới thì bước đầu tiên mình nói sơ qua về hình vuông trước ạ, cho các bạn hiểu nhưng vô đây là biết được hình vuông và công thức tính diện tích của hình vuông. Thì hình vuông đây, các bạn nhìn hình bên đây giúp mình nha các bạn. Đây, hình này được gọi là hình vuông và đặt tên là B, C, D. Được chưa? Cái hình vuông sẽ có 1, 2, 3, 4. 4 đỉnh. 1, 2, 3, 4. 4 góc. Và những góc này được gọi là góc 90 độ. 90 độ là góc vuông nha các bạn. 90 độ là góc vuông. Góc vuông người ta ký hiệu như thế này. Ở khi góc 90 độ thì người ta gọi là góc vuông và được ký hiệu như thế này. Được chưa? Và đặc điểm của hình vuông là những cái cạnh AB nè, BC nè, CD và DA bằng nhau. Bằng nhau. Những cạnh C, CD nè, DA nè, AB và BC là những cạnh bằng nhau. Nên hình vuông người ta gọi cạnh của hình vuông chính là cạnh A, 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 A. Ok chưa? Vậy ở đây các bạn sẽ có công thức tính diện tích hình vuông, hình vuông. Diện tích của hình vuông sẽ bằng cạnh nhân cạnh, hoặc các bạn có thể viết là A nhân A. A là cạnh nghĩa A nhân A. Được chưa? Đó là công thức các bạn buộc phải nhớ khi nói về hình vuông nha các bạn. Diện tích của hình vuông bằng cạnh nhân cạnh. Vậy muốn tìm được diện tích của hình vuông, các bạn phải có cạnh của nó. Được chưa? Thì cho một cái hình vuông nè, A, B, C, D có cạnh là 4 cm. Tính diện tích, vậy mình sẽ ghi là diện tích hình vuông A, B, C, D là sẽ bằng cạnh đó ạ. Cạnh là bao nhiêu ạ? 4, thì là 4 nhân 4. 4 nhân 4 là bao nhiêu ạ? 16. Và các bạn nhớ giúp mình đơn vị của diện tích là cm gì ạ? Cm vuông. Nhớ điểm đơn vị của diện tích là phải có vuông. Được chưa? Đọc là cm vuông. Và đáp số giúp mình, đáp số là 16 cm vuông. Ok chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.